Công an thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Luân, 37 tuổi, ngụ thành phố Đà Lạt để điều tra về hành vi hành hạ trẻ em. Trước đó vào tối ngày 19 tháng 10, sau khi đi nhậu về, Nguyễn Thành Luân nghe vợ nói con trai ruột là cháu NAH 10 tuổi có lấy 100 000 đồng nên Luân đã dùng tay giật thắt lưng bằng da, nên Luân đã dùng tay giật thắt lưng bằng da hành hại cháu bé như thời trung cổ. Qua test nhanh, Nguyễn Thành Luân có kết quả âm tính với ma túy. Theo lãnh đạo công an thành phố Đà Lạt, Luân đang chấp hành án tù treo về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, đối tượng đã nhiều lần dùng cây gậy đánh con trai. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hà về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận, vào năm 2017, Hà thuê nhà mở quán cầm đồ cho vay nặng lãi tại xóm 4 Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương. Hà yêu cầu người vay viết giấy vay tiền để lại các giấy tờ tùy thân, đồng thời sử dụng điện thoại di động quay clip hình ảnh nội dung người vay tiền nhằm khống chế họ. Cơ quan chức năng đã thu giữ 3 máy điện thoại di động và một quyền sổ ghi chép hoạt động cho vay nặng lãi. Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt được đối tượng sát hại cháu bé 5 tuổi tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Trước đó vào chiều 20 tháng 10, ông Ca Văn Xuân, chú khối phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, chở cháu nội là CTM, sinh năm 2017, đi học mẫu giáo về. Trên đường về gần tới nhà, bất ngờ bị Trần Văn Sang, sinh năm 1979, dùng búa, rượu, chém ông Xuân và cháu M. Hậu quả, ông Xuân bị trọng thương, còn cháu M tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Trần Văn Sang đóng cửa, cố thủ trong nhà cùng với hung khí. Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã điều động lực lượng hỗ trợ, phối hợp vây bắt đối tượng. Được biết đối tượng Sang có biểu hiện tâm thần. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Đủ, 59 tuổi, để điều tra làm rõ hai tội danh: làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, sử dụng tài liệu giả của cơ quan và lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng bị khởi tố với bị can Phạm Văn Đủ là Nguyễn Công Sơn, 41 tuổi, ngụ phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan. Theo đó vào khoảng giữa năm 2021, ông Phạm Văn Đủ quen biết với một giám đốc công ty có trụ sở tại phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Qua nhiều lần gặp nhau, ông Đủ tung tin cho mọi người biết là có họ hàng thân thuộc với nguyên lãnh đạo Long An và có đứa cháu đang công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ông này còn tung tin có khả năng xin được chủ trương dự án cho doanh nghiệp. Ngày 26 tháng 7, ông Đủ và công ty này thống nhất ký hợp đồng dịch vụ với nội dung ông Đủ xin chủ trương dự án khu công nghiệp tại xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa với diện tích hơn 1.370 ha với chi phí chọn gói là hơn 3.000 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, công ty này phải thanh toán phí dịch vụ 20 tỷ đồng cho quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngay sau đó, ông Đủ tìm Nguyễn Công Sơn chi số tiền 2 triệu đồng nhờ làm giả quyết định ngày mùng 3 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An. Công ty này sau đó đã chi trước cho ông Đủ số tiền 10 tỷ đồng.